Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái chiếc iPhone 14 Pro Max hàng quốc tế, lắp sim vào là dùng ngay, mình vừa mới mua được với mức giá là 15 triệu đồng. Đó, cho nên khi mà mình mua được cái chiếc máy này á, thì mình cũng đã rất là háo hức để mà mình có thể review cho các bạn lý do tại sao mà nó rẻ đến mức như vậy. Chỉ khoảng 15 triệu đồng thôi, máy lắp sim vào là dùng được ngay. Đó, không bị iCloud, không bị máy lock hay là gì cả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video lần này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên thì ở trên tay của mình, như các bạn có thể thấy, một chiếc iPhone 14 Pro Max với màu tím rất là trendy trong năm nay. Và ở phần mặt sau thì vẫn như những cái chiếc máy khác thôi, nó không có khác gì cả, đầy đủ, vẫn có logo quả táo nè, ba camera, rồi là đèn flash, rồi cái này sẽ là LiDAR. Ở bên cạnh bên trái chúng ta cũng sẽ có tăng giảm âm lượng, rồi là cái khay sim nằm ở đây. Đó, mọi thứ khá là ok đúng không? Nhìn bề ngoài rất là ngon, cho tới khi các bạn phát hiện ra điều gì không? Khi mà các bạn nhìn vào mặt trước đó, thứ mà các bạn sẽ nhận ra đầu tiên đó chính là đây, phần cầm. Và thực tế ở trên tay của mình, đây là một cái chiếc iPhone 14 Pro Max hàng Đài Loan. Và thoạt nhìn đó, khi mà chúng ta nhìn qua cũng như là cầm nắm sơ qua, nếu như những bạn nào mà chúng ta chưa từng dùng iPhone chẳng hạn, thì có thể là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn về cái vẻ bề ngoài cũng như là cái cân nặng và cái chất liệu và cái chất lượng để có thể cấu thành nên cái sản phẩm này, thì các bạn rất dễ là bị nhầm lẫn. Tuy nhiên khi nhìn ngay vào mặt trước thì đây, một cái điểm đặc trưng mà đến bây giờ các cái hãng làm nhái những cái con iPhone này họ vẫn chưa làm được, đó chính là vẫn còn cái phần cầm ở phía bên dưới. Lý do tại sao nó 15 triệu thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái chiếc máy này trước. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình tương đối là lớn. Thì theo như những cái thông tin mà mình tìm được thì cái màn hình này nó sẽ có kích thước là khoảng 6,5 inch. Và đương nhiên thì nó sẽ không thể nào có được cái công nghệ màn hình Retina rồi là HDR cộng của Apple các thứ, rồi là chúng ta vẫn sẽ có một cái Dynamic Island ở trên này. Tuy nhiên thì đây là một cái Dynamic Island phế vật nhất mà mình từng dùng. Đó, với hàng xịn đúng không? Khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ, ví dụ như là chúng ta ghi âm chẳng hạn, các bạn out ra ngoài màn hình, thì ở trên này cái Dynamic Island nó sẽ thông báo cho chúng ta biết là các bạn vẫn còn ghi âm. Tuy nhiên thì ở trên cái chiếc máy này thì gần như là nó bị tê liệt hoàn toàn, nó không có làm được cho chúng ta bất kỳ một cái điều gì cả. Và về cái trải nghiệm cá nhân của mình, khi mà mình vào màn hình thì nó cũng cực kỳ là lag. Đây các bạn có thể thấy. Wow. Đó. Và mình cũng đã có cài một số những cái app để mà chúng ta có thể biết được cái phần cấu hình ở bên trong của cái chiếc máy này như thế nào. Rồi, và đây là cái phần mềm mà mình cho rằng cái thông tin của nó là đúng nhất. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy về thông tin thiết bị thì chúng ta vẫn sẽ có là iPhone 14 Pro Max rồi của Apple bla bla bla. Về phần máy ảnh thì chúng ta sẽ có một cam 12,3 megapixel. Tuy nhiên thì cái thông tin này nó cũng không đúng cho lắm. Camera mặt trước cũng thế, cũng là 12 megapixel. Tuy nhiên á, khi mà các bạn vào á, thực sự các bạn, cái camera nó còn tối hơn cả cái cuộc đời của mình luôn. Đây là cái tấm ảnh mà mình chụp cameraman đang ngồi ở đối diện mình và đang quay cho mình. Và đây sẽ là camera trước. Wow, camera trước thì có thể là nó sáng sủa hơn do mình có đèn. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là bệt và nó không xứng với cái độ phân giải là khoảng 12 megapixel các bạn ạ. Cực kỳ là tệ. Rồi, chúng ta sẽ cùng coi tiếp những cái thông tin khác. Ở đây chúng ta sẽ có là bây giờ chúng ta sẽ coi phần cấu hình đi. Ở cái phần cấu hình đây, ở cái phần OS trước là cái phần hệ điều hành, thì cái chiếc máy này vẫn sử dụng cái hệ điều hành Marshmallow, phiên bản hệ điều hành là 6.0. mình nhớ cái phiên bản này nó phải từ thời năm 2014, 2015 gì đó, cực kỳ là cũ rồi các bạn à. Về phần hiển thị thì ở đây chúng ta sẽ có một màn hình 5.3 inch. Cái kích thước này mà 5.3 inch thì nó không hợp lý cho lắm, nó phải rơi vào tầm 6 inch ở tầm này. Đây, tại vì cái con iPhone 14 Pro của mình á, nó đã là 6 inch 1 rồi, mà cái con này nó bự hơn. Tính cái kể cả cái phần cầm này nữa thì nó cũng không thể nào xuống tầm 5.3 inch được. Và cái tiếp theo đó chính là cái phần đồ họa, thì cái con máy này nó sẽ sở hữu cái con chip đồ họa là Mali 400MP. Thì đây là một cái con chip cũng từ thời 2014 luôn.
Chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là 6GB. Tuy nhiên thì với cái tác vụ mà mình dùng thì thực sự là nó chỉ có xứng đáng khoảng 1GB thôi. Rồi, về bộ nhớ trong là 1TB. Tuy nhiên thì mình chỉ cài khoảng 5 cái app thì nó đã đầy rồi. Ok. Và chúng ta vẫn sẽ có một cái thẻ nhớ SD. Và các bạn biết không, cái điều đặc biệt đó, cái thẻ nhớ SD nó được đặt ở phía sau bằng lưng này. Chúng ta sẽ phải có cái con vít, xong các bạn sẽ tháo hai nguồn ốc bên dưới này ra, mở cái nắp lưng lên và sẽ có một cái SD, một cái thẻ SD được đặt ở phía trong của cái nắp lưng này. Rồi, đó. Và đó sẽ là tất cả những cái thông tin mà chúng ta biết về cái chiếc máy này. Và các bạn nghĩ nó thực sự đáng với cái mức giá 15 triệu đồng hay không? Đó, các bạn có câu trả lời rồi đúng không? Và thực sự là chúng ta đã bị lừa. Và đây là một cái câu chuyện có thật nha các bạn, chứ không phải là mình mua cái con máy này về rồi sau đó mình dựng một cái câu chuyện 15 triệu lên để mình kể cho các bạn đâu. Mà đã có một người quen của mình bị lừa bán cái chiếc máy này, lừa mua cái chiếc máy này với mức giá là 15 triệu đồng. Họ đem cái chiếc máy này tới và kèm vào một cái tờ giấy như các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Đúng, nó là một cái hóa đơn, và một cái hóa đơn từ một cái đơn vị bán lẻ cực kỳ là lớn ở Việt Nam. Mình không nói là cái đơn vị này họ sai, mà là cái người có cái chủ đích lừa chúng ta, họ đã copy cái tờ giấy này về và họ đã Photoshop làm tất cả mọi thứ để gần giống với cái hóa đơn nhất có thể, và bắt đầu lừa người dùng với cái mức giá được để tương đối là cao ở trên cái hóa đơn, thì nó lên đến tận là 49.990.000 đồng. Thì ở cái thời điểm và khoảng vào tháng 10 á, thì đây là một cái mức giá đúng cho cái chiếc iPhone 14 Pro Max 1T hàng VNA, thì đúng là 50 triệu đồng. Và khi mà cái người mà được mời á, cái người được mời chào mua á, họ nghe cái mức giá từ 50 còn 15 triệu rẻ quá, thế là bung tiền ra và ngay lập tức mất 15 triệu đồng. Và đến khi mà mình biết được cái thông tin này và mình nhận được cái con máy này về và mình coi qua á, thì wow, nó chỉ xứng đáng với mức giá là khoảng 2,7 triệu đồng thôi các bạn à. Trên tất cả những cái trang web mà các bạn có thể search ở trên Google, các bạn search iPhone 14 Pro Max Đài Loan ra một loạt những cái trang web tương tự như vậy, nó chỉ có mức giá khoảng 2,7 triệu thôi. Và người quen của mình thì bỏ ra cái mức giá là 15 triệu đồng cho cái con máy này. Thì đây có thể coi là một cái thương vụ đầu tư tương đối là có lời đó các bạn. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích chúng ta làm như vậy. Đây là một cái hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, cho nên là chúng ta cần phải cảnh giác với những cái kiểu buôn bán như thế này. Nếu như cái mức chênh lệch giữa một cái sản phẩm mà ở trên cái phiếu và cái sản phẩm mà họ muốn bán với các bạn nó quá cao, thì các bạn phải đặt ra một cái câu hỏi là lý do tại sao nó lại chênh lệch một cái mức cao như thế. Thì thông thường á, cái người bán nó họ sẽ lấy đại một cái lý do đó, thua đá banh nè, thua bài, thua đá gà đó, kiểu như thế, để muốn bán nhanh cái chiếc máy này. Tuy nhiên thì nếu như mà chắc ăn nhất thì các bạn cứ yêu cầu họ mang ra bất kỳ một cái cửa hàng điện thoại nào mà các bạn biết nha, mà bản thân các bạn biết, chứ đừng để họ dẫn đi. Các bạn phải biết là chúng ta trong cái vùng của các bạn nó có cái cửa hàng nào đó nó tương đối là uy tín, các bạn yêu cầu người đó bây giờ muốn bán đúng không, tôi với bạn ra ngay tại cái cửa hàng đó, chúng ta check qua một loạt. Và có cái người thứ ba là cái người chủ cửa hàng đó, các bạn có thể gửi cái người chủ đó một ít chi phí cà phê chẳng hạn, và nhờ anh đó check cái sản phẩm này cho chúng ta. Và nếu như ok, một cái chiếc iPhone 14 Pro Max của Apple bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể mua với mức giá 15 triệu đồng, thậm chí 20 triệu đồng các bạn vẫn có lời với cái chiếc máy iPhone 14 Pro Max 1T mua ở thời điểm đó. Các bạn mua 20 triệu đồng vẫn có lời. Tuy nhiên thì cái người quen của mình thì họ lại không có nắm được những cái quy trình kiểu như thế này. Cho nên những bạn nào mà chúng ta xem được cái video này thì các bạn hãy cảnh tỉnh cho người thân cũng như là bạn bè. Và đặc biệt là ở cái dịp gần Tết như thế này thì những cái đối tượng xấu họ sẽ rất là dễ lợi dụng cái lòng tham của chúng ta và mong muốn có một cái chiếc điện thoại ngon, bộ rẻ, bền chơi Tết đó, đánh vào lòng tham như thế này thì ngay lập tức bị lừa được thôi. Và coi như là 15 triệu đồng đó là một cái bài học. Và mình có cái video này cho các bạn để giúp cho các bạn có thể cảnh tỉnh được cho người thân, bạn bè đó, nếu như mà chúng ta xem được cái video này nhá. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và các bạn đã gặp phải cái trường hợp oái âm nào như thế này chưa thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhá. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.